thông báo khẩn cấp bỏ lại căn cứ. Chúng ta cần nhanh chân hơn nữa. Nhanh đưa những người bị thương rời khỏi đây. Đi nhanh lên anh bạn. Tạm biệt căn cứ của tôi. Hy vọng tất cả sẽ an toàn. Có điều gì đó không ổn. Đi thôi sếp ơi. Cùng nhau rời khỏi nơi đây. Bình tĩnh nhé. Tôi sẽ là người ở lại. Đừng như thế mà. Con quỷ đó đang đến. Nó là ai? Một kẻ thù truyền kiếp của tộc ta. Đừng ra đó. Đang có thứ gì đó đang đến. Chắc chắn là bộ ta. Người này có quen với chúng ta không? Chuẩn bị, nằm xuống ngay. Cái gì thế? Má ơi, té chập mông rồi. Chạy trốn nhanh vậy sao bạn cũ? Ngươi cần để cái mạng của ngươi lại. Đừng mong rằng lãnh đạo của một tộc sẽ sống sót. Có thể khả năng của ngươi sẽ hữu ích trong tương lai. Đồ phù thủy độc ác. Ngươi dám nói ai là phù thủy? Ta là một tiên nữ xinh đẹp. Chuẩn bị nạp mạng đi. Cô mau rời khỏi đây bằng lối thoát hiểm. Tôi không thể đi như vậy. Nhanh lên tìm ta tân cơ Lachman. Anh ta sẽ bẻ cổ con ả này. Sao ngươi dám nói câu đó? Tạm biệt thủ lĩnh. Má ơi, sợ quá. Chắc là không còn ai ở lại. Tại sao cậu lại còn ở đây? Cậu muốn giúp ta sao? Hai chúng ta có thể hạ con đà này. Một câu nói thật ngu ngốc. Hãy giết lão già đó nếu muốn sống. Nhanh lên bằng không ta sẽ đổi ý. Cơ hội chỉ có một. Ngươi còn rất trẻ nhỉ. Căn cứ quá sụp đổ rồi. Ta sẽ tiêu diệt mụ. Sức mạnh mụ không thể đấu lại ta. Ta cần giữ mạng. Không, ta sẽ không phản bội. Tuy nhiên ta chỉ có một cái mạng. Chết đi lão già. Ôi không. Ta đã sai lầm khi tin tưởng ngươi. Xin lỗi, nhưng cái mạng tôi quan trọng hơn. Gặp ông ở kiếp sau. Đồ độc ác. Uổng công ta đã nuôi người lớn. Ta sẽ thay thế ngươi trở thành lãnh đạo. Hãy để ta tân cơ Lachman bẻ cổ hai đứa này. Ra tay đi. Đừng làm vậy. Xin lỗi nhưng tôi không còn sự lựa chọn. Tạm biệt cha. Đồ đứa con bất hiếu. Suy cho cùng ta là kẻ chiến thắng. Cái chết của ngươi là minh chứng của điều này. Cút khỏi đây ngay. Chạy thôi. Không còn ai có thể đấu lại ta. Yên nghỉ nhé người anh hùng. Tạm biệt ngôi nhà của chúng ta. Tất cả đã sụp đổ. Từ nay không nhìn thấy căn cứ nữa rồi. Tà Tân Đơ Diman đã làm phản. May mắn là những người trong tộc vẫn còn sống. Anh ta bây giờ chẳng khác gì một thằng hầu. Nữ hoàng của các ngươi đang đến. Hãy phục tùng. Hãy chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Đã đến lúc trở lại. Tấn công nào anh em.
hãy cho lũ này trả giá. Chúng ta nên rút lui ngay. Đừng hòng rút lui. Lũ này quá hung hăng. Lên tàu đào các con của ta. Chuyện quái gì đây? Ai lại có năng lực này cơ chứ? Chắc hẳn sức mạnh rất ghê gớm. Thật vui khi đã thấy một vài người bạn. Chúng ta có nhiều điều để thảo luận. Tôi biết bạn đang bối rối. Tôi là người bạn lớn của bạn. À không, người bạn lớn của bạn trong tương lai. Cha này nói sàm gì thế? Tôi sẽ nói nhanh thôi, vì đây không phải là lần đầu tiên tôi làm. Tốt, điều đó nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng hiện tại, người đứng đầu lũ CKBD thậm chí chẳng phải một CKBD. Đó là một trái cà tím theo đúng nghĩa đen. Và con bộ này cực kỳ xấu. Lúc này ta sẽ sớm tấn công căn cứ của chúng ta. Mọi người rời đi, Walker Luckman ở lại. Và anh ta đã thực sự đánh bại được trái cà tím. Nhưng ta đã trốn thoát sau đó. Dịch chuyển tức thời với thiết bị trên tay. Tức là ta không mạnh nhưng rất gian xảo. Bạn biết đấy chứ bạn, tôi đã yêu cầu Clark Woman sử dụng súng vào lúc đó. Trước Clark Woman, tôi đã yêu cầu một anh chàng khác phá hủy thiết bị màu tím để ta không thể trốn thoát. Và trước anh chàng đó, khi nó xảy ra lần đầu tiên, tôi đã dùng sức lực cuối cùng của mình, hy sinh bản thân mình. Lần thử đầu tiên khiến bạn bè của tôi phải trả giá chỉ để cứu tôi. Lần thứ hai tôi thất bại tồi tệ hơn tôi có thể tưởng tượng. Và lần thứ ba việc thử bị gián đoạn một cách lố bịch. Nguyên nhân bởi một số chiếc đồng hồ trong bộ đỏ trắng và một tên CKBD biết nói. Tôi thề là tôi chưa từng thấy chúng trước kia. Tôi có thể thử nhiều hơn. Nhưng tôi sợ chừng nào tôi còn mắc kẹt trong vòng lặp này. Cuối cùng thì tôi cũng sẽ đạt đến giới hạn của bản thân mình. Nhưng tôi tin cậu có thể thay đổi mọi thứ. Trước khi sếp lớn bắt đầu sử dụng sức mạnh bá đạo của ông để tiến bộ ta về nơi sản xuất, bạn phải giả vờ giết ông ta. Mày đừng có đùa tao. Chọc giận lão ta còn đáng sợ gấp trăm lần bụ cả tím. Một ý tưởng đi vào lòng đất, lão sẽ giết cả tôi, mụ ta và cậu. Nếu mụ ta trốn thoát thì mụ ta sẽ giết tất cả chúng ta, cậu muốn điều đó sao? Sau khi tiêu diệt chúng ta, ta sẽ có thời gian dưỡng thương. Nhưng nếu cậu giả vờ giết sếp của ta trước mặt ít nhất có thể làm quên chúng ta một thời gian. Ta sẽ chủ quan. Đó là điều chúng ta đang chờ. Chúng ta sẽ có thời gian để hồi sinh ta tân mạnh nhất trong vũ trụ này. Bớt điên đi, lão ta sẽ giết tôi mất. Ông đã quên lão ta có thể dự báo tương lai. Một thằng miệng hôi sữa như tôi hoàn toàn không thể tiếp cận lão. Nếu ta không làm vậy ta sẽ tàn sát các tà tần khác. Tôi thực sự đã nhìn thấy điều đó. Chúng ta cần tà tân cơ lắc man trở lại. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là bạn phải hy sinh người mạnh nhất của chúng ta. Thủ lĩnh của chúng ta. Tôi từ chối nhé. Ông ta đủ sức tiêu diệt cả tím. Còn ông chỉ toàn ăn nói xả lơ. Tôi biết cậu sẽ nói vậy. Tôi có thể hỏi người khác về việc này nhưng không gì ngạc nhiên khi thủ lĩnh biết chuyện sau 10 giây. Tuy nhiên cậu có năng lực vô hiệu sức mạnh của ông ta. Chỉ cần ấn chiếc đồng hồ trên tay bạn. Đây gần như là một năng lực vô dụng với lũ CKBD. Nhưng trong trường hợp này, nó có thể thay đổi mọi thứ. Nó sẽ giúp ta kéo dài thời gian. Điều này rất nguy hiểm. Bớt nói xả lơ đi anh bạn. Cậu nghĩ chúng ta có bao nhiêu phần trăm thành công? Tỉnh mộng đi. Tôi biết. Nhưng xin lỗi.
Tôi sẽ làm điều này. Tôi sẽ không hỏi nữa. Thao túng tâm lý. Vào đúng thời điểm và đúng nơi. Bạn sẽ làm đúng kế hoạch. Đồng hồ. Cách quái gì đây? Thật khó để điều khiển mình. Nhưng tôi không còn sự lựa chọn nữa rồi. Chúng ta sẽ tìm ra chúng. Ai cho mày xem hả? Thì ra tụi bay ở đây. Ngũ à, rút dây động rừng. Họ về rồi sao? Hello các tình yêu. Sao mà buồn vậy? Đội trưởng chết rồi. Không thể nào. Tấn công căn cứ số 0 ngay. Ngũ à, chúng ta phải là người làm việc đó. Họ đang rất buồn. Ơ nhỉ. Chúng tôi sẽ làm việc này. Việc hồi sinh Tatân của chúng ta vẫn rất quan trọng. Đã đến lúc. Có phải chúng ta đã thành công? Thời khắc đã đến. Anh ấy đã trở lại. Trận chiến ác liệt quá. Xin chào, khỏe không anh bạn? Khỏe ông nội mày. Ngùm đi lũ CKBD đáng ghét. Á thì ra mày còn có vũ khí dự phòng à? Đã ngu còn làm liều. Cẩn thận kìa người đẹp ơi. Chụp lấy anh bạn. Việc đầu tiên phải phá biển hiệu của tụi này. Cuối cùng xe bom cũng đến. Người lái nó đúng là chất nhất của đất. Chết đi tên kia. Chào tất cả mọi người, cùng tôi phóng nhanh vừa đầu nhé. Bỏ ra thằng kia. Tên này có cô thẩm mỹ không vậy? Cắt cái đó của hắn đi anh trai. Để tôi cắt cái đó của hắn cho. Ngùm đi tên CKBD xấu nhất lịch sử. Kiếp sau đừng chọc bà nữa không là bà cắt đấy. Sử dụng năng lực đi anh trai. Cuối cùng thì ngươi đã ngủm. Hello, có ai muốn đi nhờ xe không? Chúng ta có nên tin vào khả năng lái xe của TV Woman? Thì ra đây có tên là căn cứ số 0. Tên này nhìn thật ngáo. Để xem mày đang làm gì. Thì ra mày muốn vào phòng à? Bị phát hiện rồi sao? Cái gì thế này? Ai đã gây ra chuyện này? Tất cả đã ngủm rồi ư? Thì ra chính cậu đã đột nhập vào đây. Hello ông già. Người sẽ trả giá. Có khách sau lưng mày kìa. Đừng lừa tao nhé nhóc. Đã bảo còn không nghe. Sát thủ của là máu lạnh. Ta là sát thủ thế hệ mới. Ngủ lắm trai đẹp, cậu khiến bao trái tim đổ gục đấy. Cho nổ tung nơi này thôi. Chúng ta sẽ biến nơi đây thành bình địa mới. Nó sẽ là món quà tuyệt vời dành cho Alpha. Mọi chuyện tới đâu rồi anh em? Ổn cả rồi. Làm tốt lắm. Đến hơi chậm nha anh bạn. Thôi tôi có việc phải làm mà.
cùng ra khỏi đây chứ. Tôi sẽ tiếp tục hành động cùng anh ấy. Này ông đi đâu thế? Tôi có quà cho cậu này. Cái gì đây? Đó là thiết bị dịch chuyển đó anh trai. Lên đạn thôi. Sao mọi người không cho tôi hành động gì hết vậy? Có việc làm rồi đây. Sao ai cũng tranh công hết vậy? Má ơi, ngầu vãi, thì ra là tộc mới. Hello anh bạn, tộc mới đẹp trai không? Ở đây có nguyên một binh đoàn lận. Má ơi, quân gì nhiều như kiến. Không phóng nhanh vượt đầu nữa hả TV Woman? Ông này ăn gì cao dữ thần. Chiêu này lạ quá. Tộc này tấn công cứ như một thóc vậy. Họ có họ hàng với gà trăng. Chuẩn bị có bất ngờ nhé mọi người. Ơ kìa, sao lại giết đồng đội của mình? Thì ra họ đang đạp năng lượng. Tộc này có nhiều cái ngộ ghê. Nhìn cứ như bầy gà công nghiệp vậy. Đủ năng lượng chưa anh em? Cái gì thế, kẻ thù sao? Xin chào những người bạn nhỏ nhé. Ờ thì chào. Gửi đến alpha chi tiết hành nhất tập này. Nhanh lên đi hại anh trai, chạy thì chậm mà cứ hay thể hiện hoài. Có trò vui rồi đây. Đây sẽ là món quà tuyệt vời cho alpha vào ngày quốc tế phụ nữ. Má ơi thứ gì kinh dị thế? Y như một vật dị dạng. Làm nó ngậm mồm đi anh trai. Nhìn thật quá khủng khiếp. Ai đó hạ nó dùng tôi với. Chứ tôi sắp xỉu với thứ kinh dị này rồi. Thật kinh khủng. Chào anh bạn nhé. Hồi nãy có làm cậu sợ không? Tôi cần tìm một người. Cảm ơn. Thứ này thật sự rất quan trọng. Tôi cần lưu nó lại ngay. Nó là cuốn sách tận thế Giman. Chúng ta cần hiểu sâu về nó. Và phải biết thêm về nó. Chuyện này có nghĩa là sao? Chúng tôi tin rằng đó là nơi nữ đặc vụ của bạn phải bị giam giữ. Tuy nhiên chúng ta phải tập trung vào mục tiêu chính của chúng ta. Kế hoạch này tận thế Giman không thể được phép thành công. Nhiệm vụ của chúng tôi không phải là giải cứu. Chúng ta phải để đơn Jin Woman chết ư? Chúng tôi tôn trọng quyết định của bạn, hãy an toàn và nếu có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi hy vọng điều này có thể giúp ích. Với thứ này sao? Có lẽ tôi sẽ đánh liều một lần.